Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên, và chủ đề hôm nay sẽ là suy nghĩ của họ và mối quan hệ này sẽ ra sao. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Hy vọng là các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và trải bài này dành cho các bạn đang ở trong mối quan hệ mập mờ, ngắt kết nối hoặc đã chia tay, hoặc không hiểu người yêu mình đang nghĩ gì. Và trong trải bài các bạn có lá The Helmet. Kế đến nữa là các bạn có lá 7 kiếm. Đây là một lá bài xấu nha các bạn. Và tiếp đến nữa là các bạn có lá 1 gậy Ace of Wands. Và sau đây là mình xin giải thích cái trải bài này cho các bạn. Đầu tiên là lá Hermit. Và lá bài này đại diện cho suy nghĩ của họ. Khi lá bài này xuất hiện thì nó biểu trưng cho có một sự rút lui của họ ra khỏi những mối quan hệ, nhất là quan hệ tình cảm và quan hệ gia đình hoặc quan hệ bạn bè. Và họ thực sự đang quan tâm đến thế giới bên trong của họ nhiều hơn, không còn quan tâm với thế giới bên ngoài nữa. Đây là một sự rút lui khỏi cảm xúc, ra khỏi những người khác. Sự rút lui để họ khám phá, phát triển bản thân. Họ muốn tìm được cái mục tiêu và mục đích sống của mình là gì. Và giai đoạn này họ muốn sống một cuộc sống ẩn dật, trầm lặng và khiêm nhường. Đối với họ đây có lẽ là một thời gian đơn độc. Nhưng cái sự đơn độc này sẽ giúp cho cái người này quan sát và học hỏi từ thế giới xung quanh. Và trong cái mối quan hệ về tình cảm thì chỉ thị rằng họ đang muốn có một thời gian để suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ giữa hai người. Hỏi là thật sự là hai người có phù hợp với nhau không? Liệu là hai bạn có hạnh phúc với mối quan hệ này không? Và bản thân họ đang muốn ở một mình và tập trung vào bản thân nhất có thể. Vì họ đang tìm đi cái giá trị đích thực của họ. Và họ muốn đi tìm câu trả lời đó một cách chính xác nhất. Và qua cái lá bài này cũng khuyên cho họ là cách tốt nhất để mà thoát khỏi cuộc sống hiện tại thì họ phải đi tìm kiếm cái gì ở chính bên trong họ chứ không phải là bên ngoài. Đây là cái thời điểm họ phải chiêm nghiệm lại cuộc sống hoặc thiền định. Từ đó họ xem là có thể cần thay đổi cái gì đó trong cuộc sống của mình hay không, sắp xếp lại cái ưu tiên, thậm chí là lối sống hiện tại. Nếu có thể thì bạn gửi cái trải bài này đến họ, bởi vì cái lá bài này cũng khuyên rằng họ nên chú ý dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và khởi động lại sức khỏe cũng như là tinh thần của họ. Nghỉ ngơi một chút, thậm chí dành mỗi ngày một vài phút để tập thể dục hoặc là thiền định, hoặc chỉ là giải tỏa tâm lý của mình thôi. Từ đó họ sẽ tìm được cách hướng dẫn, lắng nghe cái sự hướng dẫn từ bên trong sẽ rất là bổ ích cho họ ngay lúc này. Cái mà họ cần là phải xác định là cái mục tiêu trong cuộc sống của mình muốn theo đuổi là gì. Và họ đang tránh xa cái phức tạp về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Nhưng mà họ không biết rằng những cái người này chính là những cái người sẽ bên cạnh và giúp đỡ họ rất là nhiều. Ngay cả khi họ đang trong mối quan hệ lâu dài thì họ cũng rất cần cái sự không gian riêng. Đôi khi bạn sẽ rất là tủi thân trong mối quan hệ với cái lá bài này, bởi vì họ khá vô tâm và thờ ơ, lạnh nhạt đối với bạn. Một sự bế tắc thật sự. Mà cái sự bế tắc này đến từ cái việc mà họ muốn khám phá bản thân của họ, xem họ cần gì và muốn gì cho cuộc sống sau này. Mình hy vọng là họ sẽ vượt qua cái giai đoạn này và sẽ không bỏ đi những cái mối quan hệ thật sự thân thiết, mà muốn gắn bó lâu dài, những cái mối quan hệ mà cùng nhau phát triển, đem đến những giá trị tốt đẹp cho nhau, yêu thương nhau thật sự như chính bạn và với họ. Và kế đến là lá bài 7 kiếm. Lá bài này sẽ nói là mối quan hệ hiện tại của bạn và họ sẽ như thế nào. Và lá bài này là một trong những cái lá bài sẽ hé lộ ra nhiều cái bất ngờ trong bạn. Điều quan trọng là bạn phải sẵn sàng để nghe những thứ mà có thể gây tổn thương cho bạn. Và có một cái gì đó đang cảm thấy là có cái sự lừa gạt trong cuộc sống của bạn rất là nhiều. Có ai đó đang lừa dối bạn và không bị phát giác. Và họ sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi bạn can thiệp. Nếu như mà bạn đi lừa gạt người khác thì đang đọc lá bài sẽ biết là bạn lừa gạt thành công rồi đó. Tuy nhiên có một điều rằng báo rằng đó, nếu bạn lừa gạt như vậy, cái người mà bạn bị lừa, bạn lừa sẽ rất là tổn thương rất là nhiều. Có thể là cái lời nói dối nó vô hại, không điều gì kinh khủng nhưng mà bạn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ khiến cho là cái niềm tin của họ sẽ đánh mất rất là nhiều ở nơi bản thân bạn. Vì cái lá bài này có một lá bài nói về cơ bản là trong cái thời điểm quá khứ, hiện tại hay tương lai gì đó, thì bạn hoặc ai đó bị lừa gạt rất là nhiều. Có thể là người yêu, vợ hay chồng đã không chung thủy, hoặc là cái gì đó phải lừa gạt về tình cảm rất là lớn khi lá bài này xuất hiện nha các bạn. Và nó cũng cho thấy là cái mối quan hệ này á, đang có sự đi thiếu tin tưởng rất là lớn. Nếu như hai bạn đang trong tình yêu thì lá bài này chỉ ra rằng bạn hay người đó đang không có tin tưởng nhau và nghi ngờ là có vấn đề gì đó không tốt. Điều quan trọng là bạn nói điều gì đó với họ đi, kể cả khi điều đó thật đau đớn. Còn bạn cứ đoán hoài cũng sẽ không ra. Cho nên hãy tránh cái phương án mình đoán mò đi các bạn. Hãy đối thoại, hãy thay đổi chiến thuật của bạn, và hãy thể hiện rằng bạn sẵn sàng là người lắng nghe, sẵn sàng để yêu thương, sẵn sàng để bao dung và tha thứ. Và lá bài này xuất hiện cũng chứng tỏ rằng cái thông điệp là giữa hai người đang không có hiểu chính xác cái người kia nghĩ gì hết á. Và có lẽ một trong hai người thật sự không có thành thật về cảm xúc của mình, hoặc có thể là đang cố gắng thao túng người kia hơn là trung thực hay thẳng thắn bàn về những cái vấn đề mà mình hoặc bạn suy nghĩ về nó rất là nhiều. Và theo như mình thấy, nó đang biểu thị là có một bên thứ ba đang cố gắng khuấy động vào mối quan hệ của bạn cũng rất là nhiều luôn nha các bạn. Và cái bạn cần là mình phải tỉnh thức, đừng có cho phép mình bị thao túng trong cái trò chơi tình ái của họ. Bởi vì bạn có trực giác và bạn có lương tâm để bạn suy nghĩ về điều đó. Bạn theo dõi nó, có sự ảnh hưởng của nó đến bạn như thế nào. Từ đó các bạn có hành động tốt nhất cho mình. Và đây là một lá bài chứng tỏ đang có sự chạy trốn, và họ đang thích một cái phong cách sống cô độc, và có một điều gì đó họ đang giấu kín rất là nhiều trong nội tâm của họ. Và nó dẫn đến là cái mối quan hệ của bạn nó đi một cái chiều hướng rất là tệ nha các bạn. Họ đang muốn chạy trốn khỏi tình yêu này. Vậy rồi tương lai của mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Khi mà lá bài Ace of Wands này xuất hiện cho rằng người hỏi chính là bạn, không hề thiếu năng lượng trong cuộc sống này. Và cái vấn đề tình cảm này chẳng có gì mà đáng kể với bạn hết đó. Bạn sẽ chấm dứt nó cũng như là hoàn thành nó, nếu như có trở lại cũng sẽ khiến cái tình yêu của bạn đẹp hơn. Do đó bạn phải khai thác triệt để cái nguồn năng lượng này, bởi vì bạn sẽ được tiếp sức bởi những cái tia sáng của trí tuệ, tia sáng của vũ trụ. Nó sẽ giúp cho bạn một cái ý tưởng nào đó để bạn châm ngòi lên cái bản sắc cá nhân của mình. Từ đó bạn sẽ đạt được mọi thứ trong cuộc sống này, kể cả tình yêu. Lá bài này cũng khuyến khích là bạn nên tìm kiếm một cái đối tượng nào đó phù hợp với mình hơn, và cần phải thể hiện sự tích cực trong suy nghĩ của mình để tìm những cái người tích cực như vậy. Khi đó bạn sẽ thu hút họ về với bạn, và tránh để bản thân mình cuốn hút vào những cái thứ không quan trọng hoặc mâu thuẫn không cần thiết nha các bạn. Chỉ cần bạn giữ sự tập trung vào cái việc bạn đang làm, những khó khăn trước mắt, bạn sử dụng cái tinh thần và nhiệt huyết của mình, cũng như chân thành trong giao tiếp với tình cảm của bạn với họ, thì cái sự ý tưởng mãnh liệt này sẽ động lực, nó sẽ đi xuyên suốt cái hành trình. Nếu như bạn muốn giữ vững tình yêu cũng như muốn tiến tới và không có muốn cắt đứt cái mối quan hệ này. Cái lá bài này cho thấy là hai bạn sẽ có khả năng chấp nhận nhau, nhưng mối quan hệ này kéo dài bao lâu thì chưa biết được. Bởi tình yêu ngoài cái thời gian mãnh liệt thì nó còn những giây phút sóng gió. Quan trọng là cái thử thách này, ai sẽ có thể cùng nhau vượt qua được hay không. Khi mà lá bài này xuất hiện trong bãi tình yêu cho thấy cái sự đam mê lớn trong một cái mối quan hệ này có thật sự. Tình yêu này sẽ tràn ngập đầy năng lượng và khiến bạn cực kỳ là phấn khích. Và hy vọng là bạn sẽ kết nối về tinh thần và giao tiếp nhiều hơn. Tương lai của hai bạn có triển vọng rất là lớn và rất tích cực nha các bạn. Bởi vì lá bài này xuất hiện là bạn và người này rất là hợp nhau về tình cảm, đồng thời bạn hơi hợp về cuộc sống, về năng lượng, và hòa hợp luôn cái đời sống tình dục luôn. Bởi vì đây nó là một trong cái lá bài rất là hay nếu như bạn giữ vững niềm tin của mình. Và lá bài này cho thấy là các bạn sẽ tìm được một cái cuộc hôn nhân đang rất gần. Sự gia tăng tích cực và thú vị giữa hai người rất là nhiều, nếu như mà họ vượt qua cái giai đoạn mà họ muốn tìm kiếm bản thân Và bạn cũng không có bỏ cuộc với mối tình này. Bạn tiếp tục dùng cái ý chí, năng lượng và nhiệt huyết của mình giữ vững niềm tin về cái mối quan hệ này. Thì chắc chắn đến một ngày nào đó, khi người yêu của bạn họ tìm được chân lý trong cuộc đời và họ sẽ thay đổi và suy nghĩ yêu bạn nhiều hơn. Và thông điệp của vũ trụ là khi mà họ thay đổi được bản thân, biến họ thành một cái phiên bản mới hoàn toàn, thì họ sẽ là một người đối tác đi cùng bên bạn. Đây là một cái cơ hội gặp gỡ, nó không có gì mà sai trái nếu bạn quay gặp lại hết trơn á. Sẽ có những cái hướng dẫn chính xác từ cái niềm tin của tâm linh. Nó sẽ đưa những cái cảm xúc dâng trào trong những lời cầu nguyện của bạn nếu bạn giữ vững niềm tin. Và bạn phải chú ý rất là cẩn thận những cái tín hiệu khi mà người này xuất hiện, người này thay đổi bản thân của mình. Và khi họ đã tái sinh thành một con người mới thì bạn sẽ rất dễ dàng là nhận ra họ. Bởi vì bạn sẽ thấy là tất cả các giác quan sẽ cùng rất là đồng điệu. Bạn sẽ tìm thấy được tâm hồn cùng nhau phát triển, cùng nhau yêu thương, bao dung, tha thứ, để tình yêu trọn vẹn thực sự đến cả hai người. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.